Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Happy Nguyễn. Và hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một loài sống ở dưới nước có khả năng giết chết một con người. Và đó là loài cá nào? Và cách thức giết một con người như thế nào? Các bạn hãy cùng Happy Nguyễn nghe hết bài rap này nhé. Let go! Chúng có đã từ rất lâu một loài dưới nước và không có râu. Hàm răng sắc nhọn cắn phập mọi thứ và chúng ăn gắt gọn, có khi ăn từ gốc đến ngọn. Con người, chỉ tưởng nó xảy ra trong những bộ phim kinh dị. Con người, chỉ tưởng nó xảy ra trong những bộ phim kinh dị. Chó bị trên dòng sông cũng không tránh khỏi được sự tấn công. Tàn phá thiên nhiên ăn luôn đồng loại con tôm. Con cá, nào được để yên con tôm. Con cá, nào được để yên. Chúng là một mối đe dọa cho những loài cá bản địa khác. Khi nhỏ thì như bút chì, nhưng khi lớn thì là dũng sĩ. Săn mồi thì nhanh như chớp, chúng còn có biệt danh cá quỷ. Biết chúng gọi là cá quỷ nên gặp mặt thì chạy ngay đi. Đừng nghĩ mình là dũng sĩ, kẻo không khéo thành cây bút chì. Còn nhỏ nhìn như bút chì, nhưng khi lớn thì là dũng sĩ. Săn mồi thì nhanh như chớp, chúng còn có biệt danh cá quỷ. Biết chúng gọi là cá quỷ nên gặp mặt thì chạy ngay đi. Đừng nghĩ mình là dũng sĩ, kẻo không khéo thành cây bút chì. Loài cá này khá hung dữ khi nó sản sinh ra một bầy con. Loài người muốn đánh bắt chúng thì phải chế tên trên súng thật nhọn. Bắn nó. Nó đã trúng ngay đầu. Bắn nó. Nó đã trúng ngay đầu. Cá lóc là cá lóc, bọn chúng có đặc tính là đi trên cạn. Khi thị chiều xuống nước hao hụt nhiều là lúc chúng ra khỏi hang. Tìm đường qua nguồn nước khác. Tìm đường qua một nguồn nước mới. Quay lại chỉ người thời lặng dùng súng bắn tên vào đầu con cá. Nhưng ai ngờ được chuyện khủng khiếp gì kế tiếp sắp sửa xảy ra. Anh ta cứ bơi theo con cá. Anh ta cứ bơi theo con cá. Con cá chợt quay đầu lại rồi phóng thật mạnh vào người anh ta. Mũi tên trên đầu con cá xuyên thấu đầu anh máu ra nhiều quá. Anh ta cũng không ngờ con cá. Anh ta cũng không ngờ con cá. Mũi tên đâm vô thật mạnh nên nó đâm thủng ra tới phía sau. Con cá quẩy đuôi thật mạnh, anh càng la to nhưng nào ai thấu. Con cá, nó đã giết chết anh. Con cá, nó đã giết chết anh. Và đây là một câu chuyện có thật của một người dân đánh bắt cá bằng súng tự chế. Và khi anh bắn tên vào đầu con cá lóc bông và con cá vẫy mạnh và lao thẳng tới anh ta, khiến cho mũi tên xuyên qua đầu anh ta và tử vong. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Happy Nguyễn nhé. Bye bye.